Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem cách bui của bạn VIP Raiko bên server S41 này nha. Hiện nay bạn đang nắm giữ vị trí top 1 và cũng là người chơi mà theo mình đánh giá đam mê nhất group, đam mê nhất con game chiến binh tối thượng này ở cái team Vegeta Ghost nha. Tuy chỉ VIP 13 thôi nhưng mà cái xếp hạng chiến lược tổng của bạn ấy cực kỳ cao luôn, 6,1 ức. Chúng ta sẽ cùng nhau xoay kỹ xem bạn ấy đầu tư với bui cái con team con ác này như nào nha. Đầu tiên đây chính là con Vegeta Ghost, sức mạnh chính của bạn VIP Raiko. Level 260, chiến lược hiện tại 3,1 ức này. Để mình ra đây mình xoay bên này cho nó kỹ hơn. Công 3.393.512 điểm, tốc độ 513. Đang trang bị cho mình một cái set cam 4 sao. Những cái cục đá thần bí này này thì nó lại không đúng chuyên ngành của mình, hơi đen. Nếu mà nó đúng chuyên ngành nữa thì con này đúng một hồi một thêm cánh rồi. Cây phá hoại, ui, vòng sáng level 4, toàn đội bạo kích cộng 11%, mẹ. Hoa tai đỏ lên thần rồi này, ui, F41 mà lên được thần luôn, ghê quá anh em ạ. Anh em biết lên thần này cần 1.200 cái cục để đột phá ấy. Xem nguyên khí được cái gì đây, xuyên giáp. Sao thương không nào cứ nhắn tin lắm nhỉ. Được cái đấy. Và đợi mình chút nha. Rồi quay trở lại đi, tiếp tục nào. Bạo kích 6%, phá thủ 26% luôn này, xuyên giáp 12%, sát thương 7% nữa, tổng cộng ở đây phá thủ lên đến bao nhiêu phần trăm đây, phá thủ 46% luôn, bạo thương 263%, bạo kích 79,8 gọi là 80% đi, tỷ lệ xuyên giáp 48,6%, 48% này gọi là 49% đá thì vẫn bị hóa chocolate đấy. Tốc 513 chưa hẳn là cao quá đâu. Bạo kích công, bạn ấy cũng đã tăng những cái thuộc tính bên dòng nhấn ký rồi này. Dòng này xuyên giáp lên 4,8, dòng này chưa có tốc. Hóa tốc, có bạo thương, có công, ôi kinh, cục này cộng 7,5% bạo thương, công, bạo kích. Hai cục có bạo kích này, bạo thương, tốc độ. Cục này có tốc độ, HP xuyên giáp, tốc độ, thủ HP. Dòng này thì đây là cái chéo này thì sẽ là có bạo kích và công. Chéo này thì sẽ có xuyên giáp, xuyên giáp thủ. Còn cả 6 cục này thì đều có thể có xuất hiện tốc anh em nha. Xem còn soi được cái gì đó anh em nữa, soi nốt nào. Xem cách view này. Mấy cái cục này nhức nhở, không đúng một cái chuyên ngành nào luôn đấy. Đúng chuyên ngành nữa là cộng thêm 15% công, 15% HP, ghê gớm quá anh em ơi. Có thể ở cái 513 tốc này đi đánh liên server bên ngoài mình sẽ bị chậm hơn đội địch, chậm hơn đội địch nên nó không phát huy được hết sức mạnh ấy. Nên có thể thứ hạng hiện tại liên server của bạn ấy chưa cực cao, nhưng mà nhìn chung 6,1 ức có thể ăn hiếp được những cái ông có thể ăn được hiếp được những cái ông này này, ví dụ gặp ông này hoàn toàn có thể ăn hiếp được này. Không team không có Cuba này, S42 bé map cute. Mình nghĩ team Vegeta mà gặp team Vegito này ăn được đấy, ăn thừa bé map cute này nha. Chúng ta phải xem tiếp tục những hai cái con vệ tinh còn lại là con Zaku và con Goten này. Rất quan trọng, tốc 576 luôn. 2 sao đỏ, level 230, chiến lược hiện tại 4.251 vạn. Xét 3 sao, 4 ký xin 4 sao, chưa full. Nguyên khí, tốc độ công, tỷ lệ miễn bạo, độ bền. Anh em về late game thì nên trang bị tìm cho nó những cái nguyên khí miễn bạo nhé. Tại vì sao? Tại vì để tránh bị sốc sát thương ấy. Sát thương mà nó nổ bạo kích thì bạo thương nó to ấy, chết nhanh lắm, sốc đám chết luôn tướng ấy. Mình đeo nguyên khí miễn bạo đi.
những cái bộ set ấn ký này nó chỉ có mỗi bộ ca này nó tăng tỷ lệ miễn bạo thôi, còn những cái khác ở đây cái này bộ xin này nó cũng tăng tỷ lệ miễn bạo này, bộ ca nó cũng tăng tỷ lệ miễn bạo nhưng nó còn được tăng thêm máu, tăng thêm mấy bộ xin này cũng được tăng này. Như con này bộ Kame cũng sẽ không được tăng này. Thủ HP, thủ này thì những cái phá thủ nó trừ cũng tương đối nhiều rồi, HP nữa. HP con này được skill cộng sẵn lên. Nên mình nghĩ nên trang bị, vẫn nên trang bị tỷ lệ miễn bạo và độ bền để nó giảm cái lượng sốc sát thương đi. Đây, set Kai chắc chắn giảm tỷ lệ miễn bạo đi 15% giống như set Shin. Đấy là những cái bộ set thủ nha, nhưng mà set Shin thì nó lại chỉ được có mỗi cái miễn bạo mà nó tăng công thì cũng rất dễ bị sốc. Máu không được lên, thủ không được lên đấy. Ngô Tinh thì sao? Ngô Tinh tốc 535. Set Kai à, set Kame 3 sao à? Mình nghĩ hoàn toàn có thể trừ được 3 set Kai nha mọi người. Ngô Tinh set Kai luôn được. Tinh chất cai tính ra cũng mạnh, nó trụ được lâu hơn so với set Kame đấy. Mình cũng chơi một thời gian set Kame mà thấy nó cứ yếu yếu gì ấy. Khi đeo set cai vào mới cho con ô tinh này nha, nó khỏe lắm, nó tăng nhiều máu mà, tại vì bản thân nó có cái skill tăng máu ở đây. Đâu cho anh xem nào, đây HP cơ bản cộng 13% này, Kame cũng được, mà chủ yếu anh em có thừa đến đến 3 set Kai không, anh em set cho hai con bư của mình set Kai nó ổn chưa. Con này tốc cũng cao này, 568 này, cây sức sống, bộ ấn ký Kai 5 sao hết rồi, tỷ lệ đỡ bao nhiêu, tỷ lệ đỡ 104,8%. Ui, đều có hai con bư lận, cái mình ghê nha. Con này tấp thấp hơn, cũng một cây sức sống nữa cho nó này, và hai cây sức sống. Tốc cao nhất sẽ là Gia Cô đánh trước, sau đó đến Ngô Tinh và đến ở đâu con này sẽ là đánh nhì này, 568 mà. Con này này, con này đến con này rồi đến con này. Ma Vương Bư sẽ thấp cuối cùng. Đấy, vị trí tốc độ của bạn ấy đánh là như thế này này, Gaku, Kidbu, Goten, Vegeta và sẽ đến Ma Vương Bư. Bư tà ác đánh cuối cùng. Hai sao. Rồi, bây giờ test qua cho anh em xem nha. Sảnh chiến đội, sảnh chiến đội thì hàng ngày bạn ấy sẽ ăn điểm danh 300 kim cương để lấy điểm cộng điểm cho tất cả những con ở đây. Xét mắc bảng này này, bảng này cũng gần mắc, chưa phải là mắc đâu mà là cộng hết, kiểu gì về sau anh cũng phải cộng hết thôi. Đây, bạn ấy rất nhiều điểm cộng nhé. Mình tập này là đang bị thiếu rất nhiều điểm, tại vì hàng ngày mình không dùng kim cương để đổi điểm ấy, không đánh bốt nữa. Refresh câu 27, gọi không ức. Bạn ấy hàng ngày cũng mua cái đánh bốt này nha, cũng dùng kim cương để mua lượt đánh bốt đấy. Bây giờ chúng ta test sức mạnh đi. Anh em nếu đã biết thì bên CVS41 là thiên đường của Vegeta mà, thiên đường của Vegeta Gold. Những người anh em ở đây rất thích chơi Vegeta, đặc biệt là team VIP này. Tỷ lệ đỡ thường thường của những cái con kit bư này nó cũng phải lên đến hơn 100% tỷ lệ đỡ. Với cái lượng xuyên giáp mình làm tròn 50% nha. Với một cái lần tung chiêu đá 5 phát. Đá 5 phát thì tỷ lệ chặn nó lên đến 250%. Đá 5 quả mà anh em, chặn 50% thì nó trở thành 250%. Nên nó hoàn toàn có thể bị hóa chocolate. Tại vì cái con ve này nó một chiêu thức của nó đá 5 lần. Chiêu thức đá những 5 lần nên
kiểu gì thì kiểu nó cũng rất dễ bị hóa chocolate anh em ạ. Một quả trưởng mà dụng hết cả team luôn. Cái này mình test cho anh em xem rồi đấy. Anh em bạn Hitsuku này, bạn Suku này cũng chơi team Vegeta luôn. Nhưng mà bạn ấy kẹp thêm một con đam nữa, nó chính là con cấp 3. Bộ đôi thầy trò. Thực sự thì bộ đôi thầy trò này anh em chơi cho nó vui thôi chứ không phát huy được hết tác dụng đâu. Cứ team quốc dân mà chơi. Lên là 4 sao đỏ, đột phá được level 260. Mở thêm bạo kích 10%, mở thêm phá thủ 10%. Lúc đấy ve đỏ sẽ vượt trội hơn so với Pizza. Và hãy xem một cú trường đến từ vị trí của VIP Raikou. Anh chuẩn bị tung người lên. À, kỳ quá nhỉ. Anh sút. Sao anh, 5 cú sút của anh, ui 5 cú sút của anh mà né được cả 4 cái á. Ngây dữ vậy. Anh em thấy được không? Là chất nhỉ. Thôi một lần nữa cho anh em xem lại cái con ác người chơi đam mê Vegeta ngay từ đầu nha. Bạn ấy bui Vegeta ngay từ đầu chứ không phải là chuyển từ một cái team Golden Pizza hay là từ những cái team khác, mà bạn ấy chơi team Vegeta ngay từ đầu luôn. Con ác rất đáng để anh em học hỏi cách bố trí team, thứ tự tốc độ, thứ tự tốc độ, thứ tự bui. Đầu tiên là sẽ bui con này trước này, sau đó bui con này, sau đó bui một làn những con xung quanh để kích dần lên level 260. Bây giờ bước tiếp theo mình nghĩ là sẽ tiếp tục dồn tích tài nguyên cho con này lên 5 sao. Xoay cái kho ấy thì đi được 1/3 chặng đường rồi nhé. Đây 30, 90, 120 rồi. Rất nhiều, còn rất nhiều tài nguyên FF này. Nguyên khí, nguyên khí chắc cũng tương đối đủ rồi. Ngọc nghiếc các thứ rất nhiều rồi. Xịn xò. Vậy thôi, có lẽ mình xin dừng clip tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau nha. Bye bye anh em. Tham chụp ảnh 79, 18%.